200 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã tham dự hội chợ triển lãm quốc tế về năng lượng hiệu quả và môi trường Hà Nội lần thứ 5 ENTEC Hà Nội 2013 khai mạc vào sáng ngày hôm nay. Đây là hội chợ triển lãm quốc tế có quy mô lớn nhất cả nước trong chuyên ngành tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. ENTEC Hà Nội 2013 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, tìm kiếm trang thiết bị có hiệu suất cao hơn, qua đó giảm chi phí đầu vào và nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong 3 ngày diễn ra hội chợ, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu trực quan, trao đổi với các chuyên gia về công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường thông qua nhiều chương trình phong phú. Sau 5 lần tổ chức, ENTEC Hà Nội đã trở thành địa chỉ giao thương sôi động, thúc đẩy hợp tác kinh doanh về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, qua đó thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.